xuất hiện ngành học có điểm chuẩn lên đến 29,42 điểm. Giới trẻ đua nhau đi chùa Hà cầu duyên thoát ế ngày thất tịch. Hệ thống đấu giá biển số gặp lỗi, dân chơi biển số đứng ngồi không yên. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin hôm nay ngày 22 tháng 8 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chùa Hà, phường Dịch Vọng, cầu Giấy, Hà Nội nổi tiếng với cầu duyên linh ứng, khi đi lẻ bóng, khi về có đôi. Nhân ngày 7 tháng 7 hay còn gọi là ngày lễ thất tịch, nhiều bạn trẻ tại Hà Nội nô nức kéo nhau đến cầu duyên tại chùa Hà. Khi tới đây, người dân chỉ cần chuẩn bị lễ đơn giản, bao gồm hương, tiền vàng, hoa quả, bánh kẹo, hoa hồng. Mỗi phần lễ sẽ có từng mức giá khác nhau, từ 50 đến 120.000 đồng tùy mâm. Suốt nhiều năm bỏ hoang, hai trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình với diện tích hơn 15.000 m2, có vị trí đắc địa ngay chân cầu Tịnh Xuyên trở nên hoang hóa nhếch nhác. Ông Vũ Hữu Hỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Minh cho biết, trước đây khu vực này là trường tiểu học và trung học cơ sở của xã Hồng Minh, nhưng từ năm 2020, do quy hoạch trường học về khu vực trung tâm xã nên không sử dụng mới để không như vậy. Phía xã đã có báo cáo lên các cấp có thẩm quyền và đang đợi phương án sắp xếp để chuyển mục đích sử dụng trong thời gian tới. Tuổi già ai cũng muốn an nhàn, sum vầy bên con cháu, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, những người lao động cao tuổi vẫn phải vất vả, bộn bề với gánh nặng mưu sinh. Khi nhắc đến lương hưu, nhiều người chê thấp, sợ không đủ tiêu xài, nhưng đối với một số người, tuổi già không có lương hưu lại chạnh lòng hơn bao giờ hết. Điều duy nhất họ có thể làm là lạc quan, cố gắng từng ngày để có thể dành dụm được chút vốn liếng về già, đỡ phiền con cháu. Thưa quý vị, sáng nay ngày 22 tháng 8 đã diễn ra phiên đấu giá biển số xe ô tô trực tuyến. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, ngay từ thời điểm bắt đầu phiên đấu giá đầu tiên, nhiều người chơi biển số xe đẹp đã không thể truy cập được vào hệ thống vì lỗi. Ngay từ đầu buổi sáng thì anh em vào đã là không được rồi. Đấy, đâm ra là cũng rất là ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Tất cả các đường truyền là không kết nối được với phòng đấu giá. Gọi những cái số máy mà để mà mình gọi đến thì nó còn báo là sai các cái số mà mình đăng ký với công ty hợp đấu giá này. Mình đấu giá cái biển 30K Ngũ Quỳ Lâm thì là 9:25 bắt đầu thì tất cả không ai vào được. Nên là rất lo lắng và sợ là không vào được đấu giá rồi mất cọc lại, rồi là người khác đấu giá mất biển đấy này, nên là rất lo lắng. Trước thực trạng trên, nhiều người chơi biển số đẹp cũng bày tỏ mong muốn các đơn vị tổ chức sẽ sớm nâng cấp hệ thống để đảm bảo cho người dân tham gia đấu giá một cách thuận tiện và dễ dàng nhất. Thưa quý vị, với quan niệm ăn chè đậu đỏ trong ngày thất tịch sẽ có người yêu và mang lại may mắn nên từ sáng nay ngày 22 tháng 8, tức ngày 7 tháng 7 âm lịch, nhiều bạn trẻ đổ xô đi mua chè. Cũng vì vậy chè đậu đỏ đắt hàng ngày thất tịch, hàng quán chuẩn bị gấp 3 lần ngày thường. Theo ghi nhận, ngay từ sáng, nhiều quán chè nổi tiếng trên phố Hàng Cân, Bát Đàn, quận Hoàn Kiếm và phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã thu hút rất nhiều người mua chè đậu đỏ. Theo các chủ cửa hàng kinh doanh chè, để phục vụ cho khách hàng ăn trực tiếp và các đơn hàng online, nên quán đã chuẩn bị rất kỹ, đặc biệt là đậu đỏ được chuẩn bị gấp 3 lần ngày thường. Mình phải làm gấp 3 lần của những các cái ngày thường, bởi vì các cái đôi uyên ương chè cũng là nhiều và đóng hàng đi nhiều lắm. Thế thì hôm nay mình là phải dậy từ 3 giờ sáng, bắt đầu ninh đỗ, ngâm đỗ từ hôm trước, không tính đến cân nữa mà bây giờ là mình phải tính đến hàng yến, đỗ đỏ. Quan niệm ăn chè đậu đỏ trong ngày thất tịch sẽ có người yêu và mang lại may mắn, nên ngay từ sáng, nhiều bạn trẻ đã đi mua chè cho bản thân và bạn bè. Đang làm việc cùng với cả một team, toàn các em xinh xắn thôi, đáng yêu, đẹp trai, nhưng mà tất cả các bạn đấy thì đều đang cần có đôi có cặp, nên là hôm nay mình muốn mua một chút may mắn đến các em để hy vọng rằng là sang năm có thể được ăn cỗ cưới và tất cả đội đấy luôn. Nghe cái tên đỏ thôi là mình đã thấy có sự may mắn rất là nhiều ở trong cái tên của món chè này rồi. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày. Hiện nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Đáng chú ý, ngành khoa học máy tính tổ hợp xét tuyển A00, A01 của Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn là 29,42 điểm trên thang 30 điểm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đặc biệt trong vòng một tháng tới, tức từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định có khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông trong vòng một tháng tới. Còn hơn một tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, nhưng một số nhà xe thương hiệu chạy tuyến Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung đã hết vé ngày cao điểm. Điển hình tại quầy vé nhà xe Thuận Thảo, nhân viên thông báo hết vé ngày 31 tháng 8 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Quy Nhơn, Bình Định, Tuy Hòa, Phú Yên. Tại quầy vé xe nhà Chín Nghĩa chạy tuyến Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, vé ngày 31 tháng 8 đã được khách mua hết cách đây vài ngày. Trong khi đó, hãng xe Phương Trang hết vé tối ngày 31 tháng 8 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ của Báo Lao Động. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.